Ok và hello anh em nhé, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thế Di đây, tiếp tục với series đó chính là Mega Huyền Thoại nha anh em ơi. Hôm nay sẽ có code mới nhà linh tải và code mới nhất mình sẽ để phía dưới phần comment dành cho anh em nhé. Rồi thì mình có làm thêm một cái kênh YouTube chuyên về GTA 5, anh em nào thích thì có thể qua xem nhé. Đây thì cái link của kênh này mình sẽ để phía dưới nhé. Ok, tên là T Legacy anh em ạ. Và tất cả các video mình đều được edit rất là cẩn thận nha. Rồi, anh em nào thích thì vào qua xem nhé. Có cả video ngắn này, có cả video dài luôn nhá. Rồi ok, chúng ta sẽ quay trở lại nào. Mình sẽ vào đây mình lấy cái code ra. Đây, có cái code mới đây. Code này là cái này khoảng 21 giờ anh em ạ, hạn dùng đến mùng 1 tháng 8 nhá. Như vậy là anh em hãy dùng nhanh. Rồi, chúng ta sẽ nhập luôn nha. Ok. Bạn đã sử dụng cái gift code thành công và chúng ta sẽ vào cái mail ha. Chúng ta nhận được 2.000 game luôn, ngon. Lại có game chơi rồi. Chúng ta có 31.000 game anh em ạ. Ngon nghẻ luôn. Chúng ta đăng nhập. Đang có sự kiện gì nhỉ? À, sự kiện lật may mắn anh em ạ. Lật may mắn thì chúng ta sẽ số nhiệm vụ. Đây đây đây. Hôm qua mình mở khá là may. Vượt phụ bản hàng ngày. Rồi anh em ơi. Có cái này phải thách đấu à? Trời, kiểu như chúng ta lên level ấy, anh em. Con mèo này thì nó quá đơn giản luôn. Con mèo này sẽ kiếm vàng cho chúng ta anh em nha. Rồi. Sữa tươi, nước ngọt. Đã xong. Thử thách vượt ải khó 3 lần à? Quét 3 lần thôi là được rồi. Đã xong nhá. Thử thách đấu trường 5 lần à. Hơi mất thời gian tí thôi. Mình nghĩ mình sẽ cần nâng cấp thêm cho các con Pokemon của mình nó khỏe hơn, nó bá hơn anh em nhá. Chắc là mình sẽ dồn cho con bọ ngựa trước. Dạ. Yeah. Cho bọ ngựa xong mấy hôm nữa có thừa cái gì để đánh nâng cấp mấy con khác. Bọ ngựa hiện tại đang level bao nhiêu rồi? 38.000. Tôi sẽ ra tôi dồn cho bọ ngựa đi cũng được ha. Thử nhé. Bọ ngựa đây. Kỹ năng. Bọ ngựa kỹ năng còn chưa. À, nâng cấp nhanh. Bây giờ mình hiện tại mình phải nâng cấp nhanh rồi. Mình đỡ phải ấn từng cái một anh em. Hết cái nhá. Ok. Chưa phải đột phá. Nhưng chưa mở những cái cửa này à. 16, 19. Chưa mở anh em. Thế mới yên. Tăng cấp tự động rồi. Cho nó mắc cấp lên trước á nhá. Rồi. 42. Đồ trang sức thì ta sẽ nâng mắc cho con này luôn. Vì con này sẽ dùng rất là lâu dài ấy. Cực kỳ lâu dài luôn. Cho con này nâng rất là nhiều này, thoải mái đi. Đây được 35 kìa. Bá đạo thật sự luôn. Có rất là nhiều, tận đến 40 mấy quyển đấy mà. Quyển gọi là đột phá mà anh em. Rồi, có đồ gì ngon không? Thì như hiện tại đang không có đồ gì quá ngon. Mở cái dương bùa vũ trụ à. Cái này là dương lựa chọn mảnh anh em ạ. Anh em thích mảnh nào thì sẽ ra được mảnh đấy. Thức tỉnh trang sức. Bảo vật sử thi này. Đấy. Bảo vật hiếm này. Bảo vật sở thi vẫn là ngon hơn anh em ạ. Một tình bạn cao cấp này. Nâng cấp hết cho con bọ ngựa anh em. Mấy con kia cứ từ từ mà nâng. Tôi đang tiết kiệm game để cho sự kiện Red hoặc là sự kiện Burst hoặc sự kiện gì đấy sắp tới sẽ diễn ra. Ok. Rồi tặng nhận tất cả. Con bọ ngựa của chúng ta sẽ nâng cấp cái mắc cái tình bạn lên nhá. Nâng cấp nhanh này. Ok, đồ trang sức thì cũng có thể tăng sao cho nó cũng được anh em. Cái này là tăng công à? Mình đang có khá nhiều, mình tăng cấp cho nó nhanh. Nhiều rất nhiều cái này này. Còn mình còn mở cả một đống cơ anh em, thoải mái đi. Đấy sao rồi anh em, con này sẽ nâng sao cho dễ. Con này nâng sao dễ hơn mà. Rồi, cho sẽ nâng sau vậy. Bây giờ mình sẽ có thể vào trong cái rút thẻ mình đi, mình mở cái sức phẩm này ra này. Mình có dẫn đến 126 cái cơ mà.
mở tẹt để tăng cường sức tấn công cho Pokemon nào. Mở hết thôi. Đấy có cái đá này. Đá này nâng cấp cho Pokemon khá ngon đấy. 66, 56, 46. Con bọ ngựa có lẽ sẽ dùng khá là lâu đấy anh em nhá. Rồi, xác nhận đã xong. Cái này sẽ kiếm thêm mảnh vàng cho Pokemon thôi. Mũ tội con bọ ngựa chưa thể lên được sao anh em ạ. Đang kiếm sao mà khó ghê. Họ không tặng cho chúng ta nhiều cái vé để mình quay anh em. Đây này, mình có 17 vé thôi. Bọ ngựa đi. Ui, cũng là một con xanh lá. Tận hai con S luôn. Nhưng mà không ra bọ ngựa luôn. Đùa thật sự luôn. Ok, không ra thì thôi. Chả vấn đề gì đối với mình cả. Có cái hoàn trả vàng này. Vẫn có cái ưu đãi và vẫn có cái mở server. Nếu chúng ta làm được full nhiệm vụ ở đấy thì cũng ngon. Theo mình đánh giá như vậy. Mình sẽ mua hai lần thể lực. À, thấy chưa? Vượt quá cái điểm thể lực rồi. Nó không cho vượt quá luôn. Cho cái bồi dưỡng à? Ờ, ok. Cho cả bồi dưỡng cao cấp anh em nhé. Thoải mái đi, bồi dưỡng cao cấp tôi có hơn 500 điểm cơ. Thăng cấp này. Được chiếu này lên khá cao chứ. Lên 12.000, 13.000. Đứng đầu luôn. Còn mạnh hơn cả Reshiram cơ. Hiện tại đang là 42. Đều 42. Sao 6 sao. Rồi ok. Đồ chắc sẽ kiếm cái đồ dành cho nó đây. Những cái đồ sử thi rất là ngon đây. Chuyên thuộc. Cái này của Pikachu rồi. Tăng tốc độ này. Công vật lý này. Máy phóng đại 2100. Thủ vật lý. Mình cần tốc độ anh em ạ. Mình nghĩ cái này sẽ là ngon. Rồi ok. Cho sẽ nâng cấp cái này nhé. Cho rất là nhiều cái đá này để có thể nâng cấp cái hộp này lên ha. Lên level 3 luôn. Level 6 luôn. Rất là nhiều cái này có thể nâng cấp mà xong rồi dùng hết thì có thể nâng lấy cái đồ nâng lên phát level 17. Đấy, anh em thấy ổn chưa? Thấy khá là ổn áp rồi nhá. Chúng ta sẽ trang bị luôn cho con này cho nó khỏe. Đồ trang sức chúng ta cũng sẽ nâng thức tỉnh. Ok, thức tỉnh lên cộng 2 luôn, có tăng sao nữa không? Đầy sao rồi. Ấy ok anh em ơi, con này chính là thành khá ngon. Theo như mình thấy như vậy. Cái chiến lên là 16.000. Đám chính của chúng ta luôn đấy. Rồi, nghĩ thế là ổn. Ổn nhất có thể đấy. Nâng cấp. Ok, mấy con này cứ từ từ à. Chúng ta sẽ cứ nâng cấp level trước á nha. Không còn nhiều cái nào để nâng cấp đâu. Những con này sẽ ưu tiên hàng đầu trước. Rồi, con này thì cứ bình tĩnh. Nâng cấp lên cũng được mà, sau rồi chúng ta sẽ bỏ nó đi mà được mà anh em, không phải lo đâu. Rồi, con này có thể lên được sao không? Thiếu một con nữa nhỉ? Kiếm ra một con nữa bây giờ. Lực chiến chúng ta lên cũng khá cao chứ, lên 54.000 anh em ạ. Đấy, việc đánh sẽ khỏe hơn khá nhiều sau khi nâng cấp cái con bọ ngựa của chúng ta hết nước chấm à. Mắc ping nha. Mắc sping. Bọ ngựa nó level 25. Bọ ngựa sẽ là đam to nhất rồi. Nhìn đoán thế. Nhìn tên đoán chương trình anh em nhỉ. Ổn đấy. Bây giờ đội hình mình khá ổn nha. Có thể leo map đánh thứ rất là tốt luôn. Đánh lâu dài cũng được. Đấy khi có sự kiện fresh hoặc sự kiện burst với những con xịn hơn thì mình bắt đầu mình đổi sang nhé. Tiếp tục này anh em. Xóa thời gian chờ. Ok, tôi cần phải đánh 5 trận mà. Yêu cầu phải đánh 5 trận. Thì mình sẽ đánh 5 trận thôi. VS Miron. Miron Carden. Phần thưởng này có vàng là 20k.
Chắc thêm một trận nữa nhỉ. Không thể làm khó được mình anh em. Mục tiêu chúng ta sẽ lên 100.000 lực chiến à. Chắc là sẽ nhanh thôi. VS đó, bỏ qua nhé. Vàng của chúng ta sẽ rơi vào 10k. Đấy, đã xong. Đã xong cái này và có thể là lấy thêm ở trong cửa hàng, có thể mua thêm mảnh của con bọ ngựa đấy. Năm nghìn mấy rồi này. Ô cái này mảnh bỏ ngựa nó cũng rẻ anh em nhỉ. Chúng ta được 6530 à, tận 30 mảnh luôn. Ai à, chất lượng phết anh em nhờ. Thế như mình thấy là được tận 30 mảnh. Thế phải nhanh nhanh chóng kiếm được cái điểm này thôi anh em ạ. À, chắc chắn là như vậy. Đấy, được thêm cả xu danh dự nữa. Wow, được phết anh em nhỉ. Theo như tôi thấy là ổn áp phết đấy. Cái này server này mở được 18 ngày rồi đấy anh em. Mỗi ngày nhận thêm vé, nhận thêm game, nhận thêm các thứ. Cái gì đây? Pokemon à? Gói mảnh Pokemon. Ok, tôi cần phải đi đánh ở trong cái từ làm xong nhiệm vụ đã. Xong rồi đi đánh map à? Quét 50 lần thì cũng chưa lên được cấp đâu. Nó sẽ giảm cái điểm xuống của chúng ta thôi. Thêm nguyên liệu thôi. Mấy cái ải này đột phá à? Đột phá con nào đấy? Và hết sạch nguyên liệu để đột phá luôn anh em ạ. Ảo thật sự luôn. Con Mew đột phá tạm ấy. Rồi nha anh em ơi, chúng ta đã xong cái nhiệm vụ đóng góp vui các thứ rồi. Xin nhận tất cả đây nhá. Đây được level 43, kiếm thêm ít game, chăm chỉ thôi. Mỗi ngày kiếm hơn 1.000 game gì đấy. 10 ngày à, 30 ngày một tháng là cho kiếm được 30.000 game ganh mà. Sở hữu những con S cộng này thì nó là quá dễ đối với chúng ta luôn. Không có gì khó cả nhá. Rồi, ok, chúng ta sẽ có phúc lợi nữa. Tiệc, ok, sau qua 9 giờ rồi tôi có thể ăn tiệc ở Pokemon buổi sáng. Rất là hợp lý luôn. Mua năng lượng 2 lần à, ok, rồi đấy, đã xong nhiệm vụ ngày hôm nay. Nó ở đâu nhỉ? Muốn tìm con này không dễ nha anh em. Ơi ơi ra luôn ạ. À. Ồ đù. Khá là may. Why? Why? My god. Em ơi, em đang ở đâu? Thế rồi anh em, 3 lần không được. Wow, khá là được đấy. Tyranita, mình có thể lấy thêm được một con Tyranita nữa, nếu mà có thể thì khá ngon. Nhé. Rồi, ok. Và chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào anh em nhé.